Đồ Gỗ Thành Luân xin kính chào khách. Hôm nay là ngày 5 tháng 11 năm 2015. Đồ Gỗ Thành Luân xin trân trọng giới thiệu với quý khách chiếc tủ góc gỗ mun, thường gọi là tủ rượu góc gỗ mun. Clip quý vị đang xem đang chúng tôi quay trực tiếp tại cửa hàng Đồ Gỗ Thành Luân cơ sở 1. Ở khu cây xăng Tân Dân, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Nên chúng tôi giới thiệu quý vị chiếc tủ rượu góc gỗ mun, 100% bằng gỗ mun, vân tự nhiên, không hề vẽ vân, hàng đặc sắc, chọn vân cực đẹp. Đồ Gỗ Thành Luân thiết kế các đường nét của chiếc tủ góc này rất đẹp, rất tinh xảo, không như các hàng bình thường. Thành Luân chọn từng thanh gỗ một để dựng lên chiếc tủ góc đẹp như thế này. Từ chân cho lên chương, Đồ Gỗ Thành Luân chọn lọc rất đẹp. Đường nét của chiếc tủ góc này tôi nên giới thiệu thì trước tiên là cái buồng thấp, buồng dưới tủ góc này là Thành Luân thiết kế là làm hai cục, cục trên và cục dưới. Đó, vị có thể thấy tôi có thể nhấc lên một chút, nó sập xuống mặt cho nên là vận chuyển rất dễ. Chiếc tủ góc này Thành Luân đang để mộc 100%, thậm chí là vừa mới xong, vừa mới mang ở xưởng ra chưa mài giấy ráp. Và sau này Thành Luân hoàn thiện chiếc tủ góc này 100% bằng Berli, không phun sơn PU. Vì giá trị của cái hàng đánh Berli từ thượng cổ này rất có giá trị, nó sang trọng như hôm nay, giá trị mai sau. Không như hàng phun sơn PU, nó chỉ đẹp trước mắt thôi, thực ra là toàn là giả dối. Người ta phải vẽ vân, người ta phun PU lên, quý vị không thể biết. Nhưng mà tôi toàn bộ là đánh bằng Berli chay. Khung cánh rất dài dặn. Phía trong rất đẹp, 100% là vân tự nhiên, hoàn toàn không vẽ vân. Đồ Gỗ Thành Luân chuyên bán buôn và bán lẻ. Quý vị xem hàng có thể đến hai cơ sở. Cơ sở thứ nhất và cũng là xưởng sản xuất của Đồ Gỗ Thành Luân là cạnh khu cây xăng Tân Dân, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Và cơ sở thứ hai là ở thành phố Hải Phòng, 71/73 Văn Cao, Hải Phòng. Quyết liên hệ mua hàng có thể liên hệ ở các địa chỉ này, tới địa chỉ hoặc liên hệ vào hai số điện thoại của Đồ Gỗ Thành Luân. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi clip trên. Xin kính chào quý khách, hẹn gặp quý khách vào những clip lần sau.